Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài âm cổ. Và trở lại với clip ngày hôm nay thì con xin giới thiệu với tất cả mọi người chơi một bộ ghép đến từ các thương hiệu của Mỹ, rất là nổi tiếng luôn em, nổi tiếng và quen thuộc luôn. Giá thì rất là bình dân. Thì Khôi nói bình dân là tại sao? Tại vì các dòng đồ cổ này, loa cổ, âm ly cổ hay là CD cổ vân vân thì nó rất là rẻ, nó không có mắc như các dòng đời mới hay em. À, nó rất là bình dân luôn, nhưng mà quan trọng nhất là mình có thích nó hay là hợp với cái thể loại nhạc mà nó mang đến hay không thôi. À, còn về giá thì rất hợp lý nha. Bộ ghép ngày hôm nay là đầu tiên là Columbia Fisher 440T. Hồi chiều nay Khôi có ghép với AR rồi. Thì nhiều anh em hỏi là tình trạng các kiểu, thì hôm nay Khôi sẽ làm một clip chi tiết này về Columbia này, cũng như là cặp loa Scott S100. Cặp này, cặp loa thì Khôi cũng đã có một cái clip trước đó rồi, và cũng lâu lâu thì Khôi cũng mang ra để đánh với những cái nôm ly cổ xuất âm tàu khác nhau. Đó. Thì hôm nay Khôi ghép cả bộ luôn. Anh em nào mà nghe được, thấy hợp tai, thấy thích thì mình liên hệ để cùng giao lưu luôn em nha. Cặp loa rất hiếm, rất đẹp. Nó có bốn mặt lưới như thế này này, tất cả bốn mặt lưới luôn nha. Bốn mặt lưới và có hai mặt như thế này. Hai mặt như này nè, có nghĩa là hai bát 20 và bốn hướng đều có chép nha. Hai mặt này đối xứng này, và bên này cũng là đối xứng này. Giờ Khôi lột cái căng nó luôn nha, trái cái tay của Khôi thôi đó. Đó thì nó sẽ có hai mặt đối xứng này. Một cái loa này sẽ gồm có là tất cả là bốn loa chép giấy và hai loa bát này, bát 20 gân vải nha, rất là mềm. Bát này sâu hơn cả R4 luôn đó. Và đây râu lồi này đó, thì tương tự bên này cũng vậy này nha. Đây Khôi mở cho anh em cùng xem. Này, trên này nó có ghi này, tháng 9 1969 nha. Đó. Ok ha. Có bát này, đó, bên này cũng vậy. Ok chưa? Rồi ha, để cho dễ hiểu là nó như vậy. Rồi, thì cặp loa này lúc trước Khôi có làm một clip thì cũng có nhiều anh em nói rất là hay rồi, nhưng mà cái mức giá có thể là ship từ Mỹ về nó hơi cao một chút xíu. Thì hôm nay Khôi điều chỉnh lại cái mức giá cho nó hợp lý để anh em có cái dịp giao lưu chơi Tết nha. Đây Khôi lột ra một mớ lưới này, rất đẹp luôn ha. Đó. Cặp này là không có xì ba nè, nó đẹp như vậy luôn á nha. Nó đẹp mộc mạc như vậy từ bên con Mỹ về nha. Đó, không có làm gì hết. Chưa bung một cái lóc nào luôn. Đấy anh em cùng xem, chưa bung một lóc nào luôn. Đó, thì Khôi đang ghép có cái con Fisher 440T đây ha. 440T ha. Thì những cái cặp loa này á, cái cọc loa nằm phía dưới anh em nha. Cọc loa nó nằm ở phía dưới, nó là siết ốc, nó cùng giống với dòng AR. Và cũng có một cái xeo chỉnh ở dưới. Đây Khôi sẽ lật cho anh em xem luôn. Thông số nằm như này. Đây. Scott S100 ha. Mỗi cặp loa Khôi bán đều có số series. Nếu mà anh em phát hiện cặp loa nào này qua tay ai hoặc đã đưa người dùng rồi thì Khôi đền cho anh em gấp đôi. Tại vì Khôi không bán đồ bờ nha. Đây hai cái cọc loa này. 8 ôm anh em nha. Và đây là một cái xeo chỉnh. Đó, thì anh em chỉnh xong để về mình nghe nha. Tuyệt vời anh em. Thì cái mức giá cho cặp loa này nó chỉ có 14.500 thôi. Giá rất là tốt luôn anh em. Tại vì AR4 anh em cùng mười mấy triệu, nó chỉ còn một bát một chép thôi. Đó, con cặp này nó tới hai bát bốn chép anh em. Cấu hình này là 100% của AR4 anh em, không khác gì luôn nha. AR4 á, cái chép á, chẳng qua là người ta bôi keo để xét nó lên, có nhiều giọng che mắt nên anh em không nhìn ra thôi. Cái AR4 cùng là chép giấy thôi nhá. Rồi ok, bây giờ mình nghe thử.
Được thứ lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhưng người ta rồi khởi tác với một cái trang đi rất là quen thuộc nè, một con Harmony Fisher, để cho tất cả mọi người cùng nghe và có cảm nhận và cũng có thể so sánh với các dòng loa của AR, của KLH vân vân nha. Thì với mức giá mà 14.500 thì con nghĩ nó rất là hợp lý luôn nha. Nói từ rẻ thì nó hơi kỳ nhưng mà rất là hợp lý. Và cặp này nè, ghép với Sansui 1000X cũng hay luôn, 881 cũng được, 2000X thì quá tuyệt vời. Đó, thì Khôi đã ghép nhiều và bán được 4-5 cặp rồi. Những dòng lớn hơn của hàng này cũng bán rồi, mà nhỏ hơn cũng bán rồi. Và hầu như những người chơi cũng rất là hài lòng và đều dùng nó để trưng bày, để làm kỷ niệm nha. Rồi, Khôi xin cảm ơn. Về giao dịch thì loa thì trước giờ Khôi không có bao ship vì nó rất là tốn vật tư. Thì cặp này đóng nó tốn vật tư nên Khôi chịu trách nhiệm về ship hàng, còn anh em chịu ship nha. Tin tưởng nhau thì chuyển khoản cho tiền, cọc trước 30% ship code COD cũng được, tất cả đều phục vụ nha. Anh em cứ chọn phương án mình phục vụ. Và cuối cùng thì Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Con Năm Ly thì Khôi có clip trước đó rồi, nếu mà có thời gian thì Khôi sẽ review lại nha. Vỏ gỗ zin máy đẹp, hoạt động tốt. Giá của con Năm Ly có vỏ gỗ zin là 15.500, còn vỏ gỗ đóng thì 14.500. Anh em cứ mạnh dạn lựa chọn nha.